Xin kính chào toàn thể quý vị khán thính giả và các bạn. Bản tin Xoáy TV của chúng tôi hôm nay xin được gửi tới quý vị và các bạn bản tin được cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay liên quan đến gia tộc của Trương Bỉ Lan vừa mới bị công an bắt giữ. Kính thưa quý vị khán thính giả và các bạn, lửa đốt Trương Bỉ Lan sẽ lan tới đâu? Trương Bỉ Lan có công rất lớn trong cái BN và thôn tính lãnh thổ của Trung Quốc, đó là dự án vành đai và con đường. Vậy tại sao Trương Bỉ Lan bị bắt? Và một số tay chân thân tín của Trương Bỉ Lan, thằng thì đột tử, con thì chết sau khi có lệnh tống giam. Để giải mà tại sao Trương Bỉ Lan bị bắt thì các nhà bình luận mạng xã hội của Việt Nam từ quốc nội ra hải ngoại sẽ không có đủ năng lực để phác họa bức tranh vân cầu này, cho nên cá nhân tôi sẽ ưu tiên để sơ họa về nó. Trước tiên, tôi sẽ bắt đầu từ cáo tin tức về những tên giằng nổi sâm ở cấp bộ trưởng và chủ tịch tập đoàn, mà ở đây cụ thể là hai tên. Một là Nguyễn Chí Dũng, bộ trưởng vạch ra để đó. Trước khi Trương Bỉ Lan bị bắt, chủ tịch chứng khoán Tân Việt là Nguyễn Tiến Thành đã đột tử, thì có tin Nguyễn Chí Dũng xin đi nước ngoài chữa bệnh nhưng đã bị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không cho đi. Hai, Dương Quang Thành, chủ tịch tập đoàn điện lực, viết tắt là EVN. Dạo gần đây, hình ảnh con cái của tên này đi ăn chơi ở Mỹ và bị báo nhà nước Việt Nam lúc thì đưa tin EVN báo lộ nghìn tỷ, lúc thì đưa tin EVN lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng. Tại sao tôi lại réo tên hai người này trong khi nói về nhân vật chính là Trương Bỉ Lan? Có nguồn tin cho rằng Trương Bỉ Lan là tình báo Hoa Nam Trung Quốc cài cắm vào Việt Nam nhằm thâm tóm đất đai của Việt Nam về tay Trung Cộng. Rất dễ hiểu vì Trương Bỉ Lan là cầu nối để rước các doanh nghiệp của Trung Quốc vào Sài Gòn lập khu tự trị cho Trung Quốc dưới danh nghĩa hợp tác dự án vành đai con đường để cùng thắng. Chính tên Nguyễn Chí Dũng đã chỉ đạo cho thuộc hạ cấp phép hoạt động cho các công ty tàu cổng qua môi giới của Trương Bỉ Lan để biến các khu đất vàng từ cảng Ba Son chạy dọc xuống quận 4 và qua Thủ Thiêm, quận 7, v.v. Các công ty tàu cổng mà Trương Bỉ Lan môi giới làm cầu nối là công ty của tập đoàn Dân Sinh bên Trung Quốc, viết tắt là CMIG. Ở Trung Quốc, CMIG là một ông lớn đứng trên đôi chân đất sét, bằng chứng là vào đầu tháng 2 năm 2019. Bloomberg loan tin rằng công ty cổ phần CMIG tại 02 công ty con hoạt động trong lĩnh vực địa ốc đã bị Tòa án Tài chính Thượng Hải phong tỏa và thu giữ với giá trị 13,2 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 1,9 tỷ đô la. Tới ngày 14 tháng 2 năm 2019, CMIG đã phải bán 50% cổ phần của nó tại dự án hỗn hợp ở khu bến Thượng Hải cho Grandland Group với giá 12 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 1,77 tỷ USD. Vào cuối năm 2017, ở Sài Gòn xảy sóng với cái tên Alpha King, với hiện tượng mà báo chí Việt Nam gọi là thổi một cơn gió lạ vào thị trường địa ốc Sài Gòn. Bởi vì lúc đó, thị trường địa ốc Sài Gòn đang có phần trầm lắng với việc triển khai cùng lúc 3 dự án siêu sang là 289 Trần Hưng Đạo, 87 Cống Quỳnh và số 2 Tôn Đức Thắng. Mức giá bán được chào lên tới 10.000 USD trên 1 mét vuông căn hộ, thuộc hàng đắt đỏ nhất trung tâm quận nhất. Cùng với đó là một loạt tin đồn về tham vọng thay đổi diện mạo trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với hàng loạt các dự án lớn như Sài Gòn One, CG Town, 246 Hai Bà Trưng. Đình đám là vậy, song không có nhiều thông tin về cơ cấu sở hữu Alpha King. Trong một báo cáo hiếm hoi từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, công ty cổ phần phát triển bất động sản Alpha King với vốn điều lệ 60 tỷ đồng. Trong đó, công ty mẹ Alpha King Investment Limit lại có trụ sở ở thiên đường trốn thuế là Iceland và nó nắm giữ 93,34% vốn chủ sở hữu của Alpha King. Alpha King Investment Limit lại nằm trong hệ sinh thái của CMIG. Ngay trên tờ báo của nhà nước Việt Nam là tờ nhà đầu tư.vn đã viết rằng chúng tôi xin được trích dẫn lại như sau. Điểm chung của phần nhiều các dự án nằm trong danh mục của Alpha King đều là qua tay các nhóm đầu tư có liên hệ với Vạn Thịnh Phát Group.
Điều này đã khiến người ta cho rằng Alpha King thực chất là một thành viên trong hệ sinh thái của tập đoàn Địa ốc Đình Đám Sai Thành. Hướng tư duy này càng có thêm cơ sở khi Alpha King đặt trụ sở tại số 8 Nguyễn Huệ, quận 1, một trong những đài bản doanh của Vạn Thịnh Phát. Tới đây, Đà Lơ Mơ nhận ra tại sao Trương Mỹ Lan bị bắt trong khi ta là cầu nối để các công ty Trung Quốc đổ bộ vào Sài Gòn thông qua các hình thức hợp tác trong vành đai con đường. Bởi vì tình báo Hoa Nam Trương Mỹ Lan là chân rết của CMIG mà CMIG đã làm ăn thua lỗ lùm bài từ năm 2019. Chủ trương của người đứng đầu Trung Quốc là ông Tập Cận Bình là không cứu CMIG mà còn có thể là diệt luôn, vì vừa qua tay chân của Tập Cận Bình là đã phát hiện ra CMIG là một sân sau của Chu Vĩnh Khang, đối thủ, và đã bị Tập Cận Bình cho vô tù cùng với bà Khi Lai. Trương Mỹ Lan môi giới cho Alpha King, một công ty cháu của CMIG. Bộ trưởng bộ vạch ra để đó Nguyễn Chí Dũng là kẻ chỉ đạo chân tay cấp phép cho Alpha King. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng này là một tên nổ như bom, tham lam vô độ. Ông ta có hẳn một chuỗi nhà hàng, khách sạn sang trọng ở Dubai được hình thành từ tiền ăn hối lộ của người dân Việt Nam. Ở Việt Nam nói riêng và các nước theo nền dân chủ kế hoạch nói chung, thì việc lập ra một bộ kế hoạch đầu tư là một sự thừa thãi và tham nhũng. Vai trò của nó là vẽ ra các dự án và cấp phép đầu tư, nhưng nó không có rót tiền mà do một bộ tài chính rót tiền. Muốn có được dự án, muốn thắng thầu dự án, thì ở cấp tỉnh các doanh nghiệp phải đi đêm với sở kế hoạch đầu tư, còn cấp trung ương, các dự án nhóm A phải đi đêm đưa hối lộ cho bộ kế hoạch đầu tư. Quan trọng là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có đốt Nguyễn Chí Dũng hay không. Riêng về tên chủ tịch EVN Dương Quang Thành, thì vào ngày 10 tháng 11 năm 2017, trong khuôn khổ diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC tại Đà Nẵng, Phó Chủ tịch tập đoàn CGC International bà Li Bili đã có buổi trao đổi với Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam viết tắt là EVN ông Dương Quang Thành, trong đó nhấn mạnh lợi ích của chiến lược một vành đai một con đường đối với người dân Việt Nam. Ngay sau đó, bà Li Bili đã có cuộc gặp với Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bà Trương Mỹ Lan để bàn sâu về các chủ đề hai bên cùng quan tâm như bất động sản, cảng biển và nhiều dự án khác. CGC Group còn được biết đến với cái tên gọi là Tập đoàn Cát Châu Bá, là một doanh nghiệp nhà nước rất lớn hoạt động trong lĩnh vực xây lắp ở Trung Quốc. Vào tháng 8 năm 2017, CGC từng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét cho phép đầu tư các dự án đường cao tốc, đường sắt trên cao và tàu điện ngầm ở Việt Nam. CMIG, CGC, v.v. đều do tình báo Hoa Nam Trương Mỹ Lan làm cầu nối và do các lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam bật đèn xanh. Cầu nối Trương Mỹ Lan đã bị đánh sập là do các xe nửa chạy qua cầu đã quá tải và được Bắc Kinh cho phép Ba Đình đánh sập cầu. Trong lúc chúng tôi đang đưa tin này thì có tin trợ thủ đắc lực của bà Trương Mỹ Lan đã bị chết sau khi bị bắt. Chiêu này có thể là để xóa hết các chứng cứ, đưa và nhận hối lộ, y chang như lúc Trịnh Xuân Thanh trốn qua Đức. Thì lúc lính ruột của Trịnh Xuân Thanh là Đặng Sĩ Hùng, nguyên là trưởng phòng kinh tế kế hoạch công ty cổ phần bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam. Một bị can trong vụ án tham ô tài sản liên quan đến Trịnh Xuân Thanh đã bị giết để cứu Trịnh Xuân Thanh. Bởi vì nếu như không giết Đặng Sĩ Hùng thì Trịnh Xuân Thanh sẽ bị xử tử hình do tội tham ô hối lộ, mà Đặng Sĩ Hùng đã làm theo lệnh của Trịnh Xuân Thanh. Tương tự, nếu như không giết Nguyễn Phương Hồng thì sẽ có một loạt quan tham của Việt Nam và cả bà Trương Mỹ Lan cùng sẽ phải tử hình. Cho nên phải giết Nguyễn Phương Hồng để sẽ không còn điều tra về tội đưa và nhận hối lộ nữa, mà chỉ điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà thôi. Đại gia tư bản đỏ Lê Thành Hải, cựu ủy viên Bộ Chính trị và bí thư Thành ủy Thành Hồ đang lâm vào tình thế nguy ngập. Vào đầu tháng 5 năm 2018, và tiếp nối cho chiến dịch đánh vòng ngoài đối với ba người thân của ông Hải là Lê Tấn Hùng, em ruột, Lê Trương Hải Hiếu, con trai, và Tất Thành Cang là đệ tử ruột của Lê Thành Hải. Trong tháng 3 và tháng 4, mạng xã hội đã nổi lên dồn dập những bài viết tấn công quyết liệt Lê Thành Hải. Những bài viết trên mạng xã hội có hai nội dung đáng chú ý. Thứ nhất,
Lê Thanh Hải là thủ phạm tham nhũng và gây ra thảm cảnh xã hội. Theo tác giả ký tên LHH, trong hơn 15 năm ngồi trên đỉnh cao quyền lực, Lê Thanh Hải đã để lại hàng ngàn tiếng kêu ai oán. Gia tộc Lê Thanh Hải là đế chế bất khả xâm phạm và cũng là nỗi kinh hoàng đầy nguyền rủa của dân chúng Sài Gòn gia đình. Hơn 15 năm nắm giữ quyền lực tột đỉnh tại Thành Hồ, Lê Thanh Hải đã thâu tóm cho gia đình mình của cải không đếm xuể. Hải tổ chức quy hoạch tại nhiều quận, huyện, lấy đất vàng giao cho người thân và phe nhóm. Từ Hóc Môn đến Bình Thạnh, từ quận nhì đến quận chín, đâu đâu cũng dậy sóng căm thù Hải, oan sai với dân lành ngút trời. Song Hải vẫn bình yên và còn leo cao. Hải càng đuổi dân để thu hồi đất tại quận nhì, quận chín và tàn bạo với dân bao nhiêu, thì Hải càng ưu ái cho Trương Mỹ Lan, người gốc Hoa, bấy nhiêu. Nếu Đà Nẵng có Vũ Nhôm, thì Thành Hồ có Trương Mỹ Lan, một bà trùm thâu tóm công sản lẫn đất vàng của thành phố với giá rẻ mạt và thậm chí được chỉ định thầu. Thứ hai, Lê Thanh Hải có mối liên hệ đáng nghi ngờ với Chu Vĩnh Khang. Theo tác giả MHQ, Chu Vĩnh Khang là trùm an ninh tình báo của Trung Cộng một thời. Chu Vĩnh Khang khi còn làm Bộ trưởng Công an Trung Cộng thì có gần gũi với Lê Thanh Hải, khi đó Hải là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành Hồ. Sau đó khi Khang vào Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Tàu và Hải lên Bí thư Thành ủy thì càng khăng khít hơn. Sẽ là bình thường nếu chỉ là xã giao công vụ. Nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy liên hệ này không chỉ đơn thuần là công vụ. Những lần Chu Vĩnh Khang thăm Việt Nam thì hay vào Thành ủy Thành Hồ gặp Lê Thanh Hải. Liên hệ công vụ gì giữa Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách an ninh tình báo của Trung Cộng với một lãnh đạo địa phương của Việt Nam? Có liên quan gì đến việc Thành Hồ kiên quyết giải tán biểu tình phản đối giàn khoan Hải Dương 981 năm 2014 hay không? Ở Thành Hồ, ai cũng biết Hải có nhiều liên hệ với tập đoàn Vạn Thịnh Phát do bà Trương Mỹ Lan làm chủ tịch. Tập đoàn này mua bán đất vàng ở Thành Hồ thế nào thì đã có quá nhiều thông tin. Nhưng cái ít ai biết là chồng bà Trương Mỹ Lan, một doanh nhân người Hồng Kông tên Chu Nucky Eric, là người rất gần gũi với Chu Vĩnh Khang. Vụ hồ sơ Panama đình đám một thời nêu tên Trương Mỹ Lan và Chu Nucky Eric có nghi vấn rửa tiền. Liệu rằng họ có rửa tiền cho Chu Vĩnh Khang hay không là vấn đề mà an ninh Việt Nam Cộng sản cần làm rõ, nhất là Việt Nam có ký tham gia công ước chống rửa tiền quốc tế. Hãy đặt dấu hỏi về việc đầu năm 2014 khi Chu Vĩnh Khang bắt đầu bị Tập Cận Bình ra lệnh điều tra trừng phạt, thì gần giữa năm 2014, gia tộc Trương Mỹ Lan muốn thôi quốc tịch Việt Nam. Đó là sự ngẫu nhiên chăng? Nếu bài viết đánh giá Lê Thanh Hải là thủ phạm tham nhũng và gây ra thảm cảnh xã hội có nội dung thiên về bảo vệ lợi ích của người dân, thì bài viết của tác giả MHQ đã có thể khép Lê Thanh Hải vào hành vi tiếp tay cho tình báo Trung Cộng, mà do đó có thể dẫn đến tội phản bội tổ quốc. Đây là một đánh giá chính trị cực kỳ nguy hiểm cho Lê Thanh Hải. Từ cuối năm 2015 và trước Đại hội 12, đã có tin Lê Thanh Hải và tập đoàn Vạn Thịnh Phát của Trương Mỹ Lan nằm trong danh sách bị thịt. Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2017 đến trước Tết 2018, đã ầm ĩ tin tức về việc sau Tết Nguyên Đán 2018 thì Lê Thanh Hải và gia tộc họ Lê Trương sẽ bị Trung ương đánh trước Hội nghị Trung ương 7. Việc Lê Thanh Hải, người mà từ lâu được đồn đoán là một trong những quan chức tham nhũng nhất và giàu nhất Việt Nam, nếu bị đánh sẽ chẳng có gì là oan khuất, sẽ khiến người dân hả dạ. Song hả dạ có lẽ là lợi ích duy nhất mà người dân có được trong cuộc chiến gọi là chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng, bởi phía sau ông Trọng là những khuôn mặt ẩn nấp và tham lam, luôn lợi dụng chiến dịch đốt lò để tống tiền. Nhưng tiền của kẻ tham nhũng không biết để đâu cho hết trong lúc tình cảnh ngân sách quốc gia cạn kiệt. Hay nói nôm na theo dân gian,
đó là một chiến dịch tống tiền đối với những kẻ ối ra thì thoát tội. Vậy, những kẻ nào, những con cá mập nào đang muốn nuốt cá mập Lê Thành Hải?